có mặt tại con phố Đinh Tiên Hoàng. Đây là một trong những con phố nhộn nhịp bậc nhất Hà Nội. Tại vì ngay phía bên cạnh chúng ta đây chính là Hồ Gươm. Các bạn biết không, ở đây có một điểm rất hay, đó là nằm dọc con phố là những cửa hàng bán vali này, ba lô này, áo quần, rất nhiều mặt hàng. Nhưng mà Linh định dẫn kiêm cho các bạn đi mua vali, ba lô với cả quần áo gì đấy à? Ít thừa là không phải, là còn trêu người ta. Con phố Đinh Tiên Hoàng là một trong những phố ồn ào và tấp nập nhất tại Hà Nội, bởi vì đây chính là phố trung tâm. Tuy nhiên thì ngay sau con ngõ này, ngay sau bức tường này là một không gian hoàn toàn khác. Khác như thế nào và thú vị, có những gì đằng sau con ngõ này thì các bạn hãy cùng theo chân kia và Linh đi khám phá nhé. Với Linh vừa mới đi qua một đầm rất là dài và một cái cầu thang rất là tối. Tuy nhiên thì lối đi đó dẫn tới một quán cà phê như thế này, một nét rất là cổ kính Hà Nội mê ngộ. Đó, các bạn thấy không ạ? Chiếc bàn rất là xinh xinh như thế này, chiếc ghế rất là thấp, tuy nhiên thì mang màu sắc của năm tháng. Tất cả mọi thứ đều dùng những đồ mà in đậm dấu ấn thời gian, chính là một trong những đặc trưng của phong cách cà phê ngõ cách Hà Nội. Linh nhìn thấy trên tường không? Trên tường có rất nhiều những bức tranh về Hà Nội ngày xưa. Về wow, đây là kia, thấy bức tranh kia không? Rất là đẹp, màu đen trắng thôi, tuy nhiên là hai người ngồi ở cái lan can này đúng không? Sao, uống gì? Linh từ bé đến lớn không uống cà phê, nhưng mà riêng đến đây là phải uống cà phê trứng. Cà phê trứng đúng không? Một món này rất là nổi tiếng ở đây. Các bạn cùng cho Trần Kiên đi vào trong quầy. Có một điều đặc biệt và vô cùng thú vị tại đây, đó chính là với những vị khách quen thì đến với cà phê Đinh, các bạn hoàn toàn có thể đứng ở trong quầy như thế này, pha cho mình những cốc cà phê của riêng mình. Các bạn đừng lo là ông bà chủ sẽ có ý kiến gì cả, tại vì là tính ông bà vô cùng thoải mái và vô cùng dễ thương. Ngon không? Tất nhiên là ngon rồi, nhưng mà không ngờ kia làm ngon thế. Không chịu ạ, kia làm thế mới được như thế ấy. Thực ra cà phê trứng ở đây có rất nhiều trứng. Trứng đánh ở đây rất mềm, rất mịn, đặc, nhưng mà nó không có mùi tanh. Đúng rồi, tại vì là Kiên ăn món này ở một số chỗ rồi chỉ có mùi tanh rất là khó ăn. Ở đây thì chắc hẳn trong một không gian yên tĩnh như thế này thì Linh thấy như thế nào? Thì riêng chúng mình cũng trở nên chậm hơn rồi vậy. Hà Nội hơn. Ngoài cái không gian ở trong nhà như thế này ra thì một trong những điều đặc biệt nhất và có một vị trí mà tất cả mọi người đến cà phê Đinh đều tranh nhau, đó chính là chiếc lan can ở kia. Lan can rất là hẹp, tôi rất là bé, tôi hình như là chỉ được hơn 1 mét vuông. Tuy nhiên thì lan can này sát ngay với đường, hướng thẳng ra hồ, thì một trong những vị trí đặc biệt của Hà Nội đúng không? Vì đây là một vị trí mà các bạn tranh nhau rất là nhiều khi đến với cà phê Đinh. À, tại vì anh có ra đây trước đây một vài lần thì bạn anh có giới thiệu quán hàng. Bạn anh là người Hà Nội cho nên bạn giới thiệu quán hàng. Tại vì tụi anh thấy là ngồi đây thì có thể nhìn được ra bờ hồ, có thể. Tức là nếu mà ngồi cổ kính quá thì nó cũng không thích. Tại vì thích ngồi vừa được uống cà phê quán và vừa được ngắm Hà Nội thì anh chọn cái vị trí này. Với lại thường là bạn anh tới đây là bạn có là chỗ này là chỗ đẹp nhất của quán. Rất là thích, tại vì cái hương vị cà phê nó khá là đặc trưng. Ở Sài Gòn thì không có cái cà phê trứng như ở đây. Đó thì cũng là các bạn sao chép thôi, nó không có.
guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Chào hai bạn có thể cho tôi biết tại sao khi mà hiện tại ở Hà Nội mình càng ngày càng nhiều các quán cà phê takeaway, càng ngày càng nhiều quán cà phê hiện đại, tại sao mình là người trẻ mình không chọn những cái nơi nó đẹp hơn thì chọn cà phê đơn giản do nhiều lý do ấy. Thứ nhất là ở đây không khí nó rất là dễ chịu, mặc dù mọi người có thể thấy là nó rất là chật hẹp, nhưng mà một số người chỉ cần những không gian như thế này thôi. Cái thứ hai là góc nhìn ở đây cũng rất là đẹp, nhìn thẳng ra hồ này, hoa cũng đẹp, nhà cũng hay nữa. Mà nữa là cà phê ở đây cũng rất là ngon. Mình cảm giác như ở đây nó có cái vị mà mình cảm thấy là nó rất là đậm đà một chút này. Thỉnh thoảng nó hơi cháy hoặc là hơi khét một tí. Ở Hà Nội thì rất là ồn ào, tiếng còi xe mình rất là sợ. Khi mà mình vào đây thì mình cảm thấy có một cái không gian rất là hiền hòa. Và nó như là một cái nơi mà để cho mình cái khoảng yên tĩnh. Ngoài cái vẻ ồn ào đấy thì nó lại có cái phần gì đó trầm mà cũng như là mang dấu ấn của năm tháng, đúng không? Đúng thế. Đối với những người mà người ta cần những khoảng lặng thì người ta sẽ tìm đến những nơi như thế này. Còn ví dụ trong công việc, hẹn hò bạn bè, khách hàng trong chỉ một thời gian ngắn thì có thể họ sẽ tìm đến những quán cà phê mới. Thế bây giờ đi đâu tiếp nhỉ? Đi đâu còn lâu mới nói, cứ đi theo Linh không biết. Cảm thấy thế nào? Mắt rượi. Đây là một trong những nét rất là đặc trưng ở những quán cà phê ngõ ngách tại Hà Nội. Ban đầu thì sẽ đánh lừa các bạn bởi những lối đi rất là hiểm trở, ngóc ngách này, xong rồi những cái cầu thang vòng vèo rỉ sét, có những dấu ấn của thời gian. Có ai nghĩ được rằng là trên cái cầu thang đấy lại có một không gian rộng bao la, nhìn ra được Hồ Hoàn Kiếm như thế này, rất là đẹp, rất là mát luôn các bạn ạ. Có thể nói là chúng ta đã đi qua không chỉ một quán cà phê trong ngõ, nhưng mà ở mỗi một nơi mình đến thì lại có một đặc điểm khác nhau. Ví dụ như ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có thể ngồi mùa đông cũng như mùa hè, không khí rất là trong lành, rất là thoáng mát và nhìn view thẳng ra hồ. Kiên nhớ có một lần Kiên ngồi ở đây vào mùa đông ấy, cảm giác lạnh tê tái luôn. Nếu mà các bạn được một lần đến với Hà Nội thì hãy cảm nhận cái lạnh này, cái lạnh từ ngồi ở một không gian rộng rãi, thoáng mát như thế này và cảm nhận lạnh. Chúng mình lại vừa mới bước vào một con ngõ nhỏ nữa của Hà Nội, nơi mà các bạn có thể thấy đấy, xung quanh đây là nơi ở của những người dân bình thường, nơi mà không có một chút dấu hiệu gì của hàng quán phố xá cả. Vậy mà ở ngay chính nơi không gian yên tĩnh mà không hề có một chút dấu hiệu của hàng quán nào ở đây, chúng ta hãy cùng nhau bước qua cánh cổng cũ kỹ này để xem một lần nữa phong cách cà phê ngõ ngách như thế nào nhé. TV on the RCA, no AC. Các bạn có thấy không, ngay đằng sau cánh cửa mà lúc nãy Linh đã dẫn mọi người qua thì ở đây thực sự là một không gian rất yên tĩnh và cũng là một không gian rất là khác lạ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể ngồi đây thưởng thức nhâm nhi cốc cà phê của mình, có không gian cho riêng mình nữa. Nói chung là phong cách rất là đa dạng tuyệt vời. Với mỗi phong cách cà phê ngõ ngách thì khi mà đến đây thì Kiên có một cảm giác là ở bên trong rất là yên tĩnh. Tuy nhiên khi mà vừa bước ra ngoài hành lang này thôi là tiếng xe máy, tiếng người qua lại này, thậm chí là những hàng hè ở bên đường nữa. Nói chung là tạo một không khí rất là nhộn nhịp. Mà thậm chí phải nói một câu thực sự chia sẻ là bản thân Linh trước ngày hôm nay cũng chưa từng đến đây. Mà khi mà Linh đứng ở ngay đây ở khung trời này thì Linh cũng nhìn thấy một Hà Nội rất đẹp mà rất khác. Making it to second base by saying you went all the way Monday afternoon at practice.